Rồi em xin chào cả nhà nha. Em chào mừng cả nhà đến với kênh Đồng Hồ Si Kim Phụng ạ. Bên em thì cọc chuyển khoản mới đi hàng cả nhà. Cả nhà tin tưởng em á, chuyển khoản hết em bao ship ạ. Thì hôm nay em sẽ lên cho cả nhà một con Kitigen Eco Drive ha. Con này thì nó chạy sóng nè, radio control ha. Đó. Một ô có lịch gốc qua 3 giờ lịch lịch vạn niên luôn nha. Lịch vạn niên có nghĩa là cái tháng này đi nó 29 mùng 1 thì sẽ tự động nhảy lịch luôn ha, mình không cần phải chỉnh lại đâu. Rồi thì cái con này dạ quang rất là sáng luôn cả nhà. Đây. Dạ quang cực kỳ sáng luôn nha, kim cọc số chấm bi có dạ quang. Mặt rất là đẹp luôn cả nhà. Ừ, mặt rất là đẹp luôn ha. Dây khóa cả nhà, nguyên rim nhập hiệu hết luôn. Dây nói chung là nó cũng sẽ có độ phai xước đó cả nhà. Đó, có độ phai xước nè. Nhưng mà độ mới chung thì cũng còn ok nha, mặt rất là đẹp. Ra đây tình trạng nó cái mặt nó có một cái vết gì nè cả nhà. Đây. Có một cái vết thẳng chỗ này nè, cái vết lông mèo nhỏ xíu luôn cả nhà. Em soi đèn nghiêng như này cả nhà mình mới nhìn thấy nè. Chứ em để con đồng hồ đứng như vậy nè là cả nhà mình cũng không có thấy được đâu. Đây soi nghiêng nó như nè mới thấy được cái vết nhỏ này ha, không đáng kể đâu nha, nó quá nhỏ luôn nha. Rồi thì đây dây khóa nguyên rim nhập hiệu hết ha, chung con này độ mới ok nha. Cái cọc số của nó cả nhà nó đính nổi lên nè, nên mà nhìn cái con đồng hồ mình nó rất là bắt sáng luôn. Đây rất là bắt sáng luôn ha cả nhà, rất là đẹp luôn nha. Em lên tay nó ha. Đây, dây tay con này á, tầm 18 đổ lại đeo vừa luôn đó nha. Tay em á, 14.5 mà em đeo nó dư ba ngón tay luôn nè. Là tầm 18 mình đổ lại mình đeo vừa nha. Lên tay quá sang luôn nè. Nè, các em thấy không? Lên tay rất là sang luôn nha. Đó, Kitigen là thương hiệu nổi tiếng rồi ha. Rồi, con này thì xuất sắc nha. Nói chung là độ mới còn ok á. Độ mới ok thôi nha, chứ không phải là độ mới xuất sắc lắm. Nên bởi vì em sẽ bán cả nhà mình với giá rất là rẻ luôn. 750k mã số 42 ha, 750 mã số 42 ha. Con này nói chung cũng rất là đẹp luôn nha cả nhà. Nè, nhìn kỹ giúp em nè ha. Tại vì mấy con trước á em bán cả nhà, nó dạng như độ mới nó cao lắm, nó mới tinh nè. Nên giá sẽ cao hơn ha, còn con này thì dây á là nó đã có dạng như nó có phai theo thời gian một xíu bỏ trong lô quá nha. Nó có bị phai xíu nha cả nhà mình thấy không? Đó, nên là em sẽ bán rẻ con này nha. 750 ha, mã số 42 nha. Chốt thì cứ chụp hình gửi Zalo giúp em nha. Rồi, bên em thì cọc chuyển khoản mới đi hàng nha cả nhà. Cả nhà tin tưởng em á, chuyển khoản hết em bao ship ạ. À. Em xin chào ạ. À.